cho mũi nó chích mày luôn. Mẹ hiền không muốn, mẹ rẻ mà. Còn một cục nữa còn. Hết rồi đó. Chị rồi. Bạn tên gì? Nghe từng kênh bà dẫn dò hoài khốn nó. Không, cái này là móc khéo viết hư. Ừ, có gì không hả? Má thánh đàn mà móc khéo cũng hồn móc khéo viết hư. Nhiều khi móc phạm nè, rồi xong cái đi nước nè. Vậy là hôm nay mới móc được 3 lần cái gì? Thì nói chung là bình thường không móc. Thì là 3 này 4 phé bị hư. Nhưng mà lâu lâu cái nói chuyện nó hồi nói vậy nó vậy. Lâu lâu cái nó bị bận. Trời, nó giữ dằn dện vậy đó hả?
Không, như cái này ra lại. Ra lại từ từ. Không, cái móng chân con đâu đến nổi con. Gì con? Chè bưởi. Chè thái, sắm bún đường, chè sữa, bánh lăng. Gì con? Ừ? Ừ, con muốn mẹ màu hồng, màu cam, màu đỏ gì cũng được chứ. Mẹ đưa cho con làm. Trời là trời, tôi già hồi nào. Tôi còn mơn mởn gì mà tôi già. Thế lớn thì được, chứ tự nhiên nói tôi già, tôi chịu. Tôi còn trẻ khô, vậy thôi tôi già, nhìn đi con.